Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hàng trăm nghìn bằng thuyền trưởng, máy trưởng sắp hết hạn cấp đổi. Ban An toàn giao thông tỉnh tăng cường kiểm tra an toàn giao thông đường thủy tại các địa phương. Hàng trăm nghìn bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy sẽ tự động hết hạn sử dụng vào cuối năm 2019. Theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa, bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy các hạng chỉ có thời hạn sử dụng 5 năm. Luật này cũng nêu rõ, bằng được cấp trước năm 2015 được tiếp tục sử dụng đến hết 31 tháng 12 năm 2019. Được biết, hiện toàn quốc có khoảng 300.000 bằng thuyền trưởng, máy trưởng và chứng chỉ chuyên môn các loại được cấp trước năm 2015 và những đối tượng này buộc phải làm thủ tục cấp đổi mới có giá trị sử dụng. Trong công điện yêu cầu các cục quản lý đường bộ, ban quản lý dự án, các sở giao thông vận tải đẩy nhanh thực hiện kế hoạch năm 2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các địa phương đẩy nhanh đấu thầu các dự án đã được phê duyệt, trong đó tập trung nhân lực hoàn thành trên 75% gói thầu sửa chữa trong tháng 7, hoàn thành lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa trước ngày 15 tháng 8. Ngoài ra, phải kiên quyết loại bỏ các hồ sơ dự thầu vi phạm, nhà thầu không đủ năng lực kinh nghiệm theo quy định, các hành vi vi phạm luật đấu thầu. Trong ngày 21 tháng 7 năm 2018, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã lập biên bản 38 trường hợp, trong đó ô tô 29 trường hợp, mô tô 9 trường hợp, với số tiền phạt trên 196 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy tại các địa phương trong mùa mưa bão, Ban An toàn giao thông tỉnh cùng các ngành thành viên đã tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động của các bến đò, bến phà trên địa bàn hai huyện Vĩnh Lộc và Yên Định. Thực hiện kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành Ban An toàn giao thông tỉnh đã làm việc với Ban An toàn giao thông huyện Vĩnh Lộc về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão năm 2018, đồng thời phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra thực tế một số bến đò, bến phà đang hoạt động. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc, toàn huyện hiện có 32 phương tiện thủy nội địa đang hoạt động, có 2 bến đò ngang ở xã Vĩnh Yên và Vĩnh An đã được cấp phép hoạt động. Về cơ bản, các chủ đò đã chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn cho khách qua sông, có đầy đủ chứng chỉ bằng lái. Vào những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão mưa to, mực nước tại các sông Mã, sông Bưởi dâng cao, Ban An toàn giao thông huyện Vĩnh Lộc đã quán triệt cho các chủ phương tiện dừng hoạt động, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Chúng tôi cũng đã tuần tra kiểm soát, rồi tuyên truyền, rồi giáo dục để cho mọi người chấp hành tốt cái luật an toàn giao thông. Và thời gian tới thì cũng theo cái đà này thì chúng tôi cũng đã tham mưu tiếp tục để làm sao mà tất cả cái phương tiện tham gia giao thông nói chung và phần tham gia vấn đề giao thông đường thủy thì phải lập lại cái trật tự và để làm tốt cái vấn đề đảm bảo cái chính là bảo vệ cái tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão. Huyện Yên Định có 69 km đường thủy nội địa, hiện có 5 bến đò ngang đang hoạt động tại các xã Định Công, Định Hải, Quý Lộc. Qua công tác kiểm tra thực tế cho thấy vào những ngày mưa bão vừa qua, do mực nước dâng cao, tất cả các chủ đò đã chấp hành nghiêm quy định dừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Qua công tác kiểm tra thực tế, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông hai huyện Vĩnh Lộc và Yên Định cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, kiểm tra thường xuyên hoạt động giao thông đường thủy trên địa bàn mình quản lý. Đồng thời khắc phục những tồn tại để từng bước đưa hoạt động giao thông thủy nội địa đi vào nền nếp, hạn chế tai nạn giao thông đường thủy xảy ra, nhất là đang trong mùa mưa bão. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đường dây nóng 0888153636, nơi tiếp nhận các phản ánh về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh, các vấn đề bất cập bức xúc trong đời sống xã hội, các khiếu nại về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Các thông tin gửi đến đường dây nóng sẽ được tiếp nhận, tác nghiệp và phản ánh qua một loạt chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ, hộp thư ống kính truyền hình và chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Đường dây nóng 0888153636, kết nối thông tin, niềm tin gửi gắm.